Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Dịch cúm Vũ Hán, Việt Nam có chuẩn bị cho môi trường quốc gia, quốc tế thay đổi hay không? Việc Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái xuất cùng với việc Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam nhóm họp về ứng phó đại dịch cúm Vũ Hán đã được cho là một việc làm muộn còn hơn không và phần nào giải tỏa được một số thắc mắc băn khoăn của công chúng và dư luận, theo một nhà phân tích chính trị từ Hà Nội đã đưa ra. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng từ Viện Các vấn đề phát triển, cũng là cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, nhận định rằng đại dịch cúm Vũ Hán cũng có thể khiến Việt Nam tái tư duy về nhận thức trong quan hệ với Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch cúm Vũ Hán. Trước hết, nói về việc tái xuất của ông Nguyễn Phú Trọng, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng cho rằng cuộc họp Bộ Chính trị được trông đợi cuối cùng đã diễn ra vào hôm 20 tháng 3 năm 2020, dù muộn còn hơn không. Việc suốt hơn 2 tháng qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng không xuất hiện, không có một tuyên bố nào về chiến dịch bệnh được nhiều giới ở Việt Nam, kể cả những người thường dân lẫn trong xã hội dân sự cho là hiện tượng không bình thường. Tuyên bố của ông Trọng mới đây phần nào giải tỏa được một số bức xúc này. Thông thường, sự nhạy cảm, thái độ và những quyết sách kịp thời của các nhà lãnh đạo đối với những vấn đề lớn và phức tạp của quốc gia như đại dịch cúm Vũ Hán là cực kỳ hệ trọng. Nó sẽ xác lập được niềm tin của quần chúng và vai trò lãnh đạo của Đảng, Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Điều hết sức cần thiết để đưa đất nước vượt qua những tình thế phức tạp và hiểm nghèo như hiện nay. Riêng đối với lời kêu gọi đóng góp nguồn lực thì tuyên bố của ông Trọng về chuẩn bị khả năng xấu nhất để có phương án tốt nhất chống dịch cũng như phát biểu trước đó của Thủ tướng Phúc tại lễ phát động toàn dân chống dịch khiến chuyên gia nhớ lại tuần lễ vàng ngày xưa, bối cảnh lịch sử có thể khác nhưng truyền thống tương thân tương ái của người Việt thì thời nào cũng có. Tuy nhiên, việc huy động người dân đóng góp tài chính và hiện vật vào lúc này là không dễ dàng. Bởi thứ nhất, người dân lẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải bươn chải hết sức khó khăn trong đại dịch này. Đây là bảng cập nhật số liệu vào sáng ngày 25 tháng 3 năm 2020 cho thấy thế giới có xấp xỉ 400.000 ca nhiễm cúm Vũ Hán với 17.000 ca tử vong, trong đó Việt Nam đã có 134 ca nhiễm bệnh này. Không ai dám đòi hỏi chính quyền phải bỏ ra hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ đô la như mấy nước kia. Nhưng giờ là lúc đang căng thẳng hơn cả chiến tranh mà lòng người thì lại bất an không như thời tuần lễ vàng đâu. Ông nói như vậy. Thứ hai, quy luật chiến tranh và quy luật thời bình vốn rất khác nhau. Người dân nay đã đang bị chấn động bởi nhiều biến cố thời hậu chiến, vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ. Nhất là phong trào dân oan trong mấy năm gần đây trải dài từ thành phố đến làng quê là một thực tế không thể xem thường, sẽ tác động không nhỏ tới sự hưởng ứng của người dân hiện nay. Thứ ba, hiện nay niềm tin của dân vào bộ máy chính quyền các cấp và các cán bộ của Đảng và Nhà nước có nhiều chuyển biến và biểu hiện giảm sút nghiêm trọng do nạn tham nhũng và lạm quyền của một số không ít cán bộ đảng viên trong hệ thống công quyền gây ra. Thứ tư, vận động người dân quyên góp phải được tiến hành song song với việc khắc phục hậu quả lâu dài về mọi mặt đối với người dân khi kinh tế, quốc nội và quốc tế có thể đi vào chu kỳ khủng hoảng sâu. Lòng dân sẽ là thước đo cuối cùng về kết quả của mọi cuộc vận động, ông cho biết. Và tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng cũng cho ý kiến cho rằng dịch cúm Vũ Hán là cơ hội để Việt Nam có thể thoát chung và giãn chung và bình luận liệu việc này có khả thi hay không. Đây là hình ảnh hàng nghìn lượt người Việt Nam chen chúc để tiếp tế cho người thân đang ở trong khu vực cách ly lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh là khu ký túc xá của Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề giãn chung hay thoát chung không phải là một đòi hỏi mới. Nó là một câu chuyện bức bách đã xuất hiện từ lâu trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam thời hội nhập. Nhưng nó cũng không chỉ là câu chuyện bức bách của riêng một mình Việt Nam. Hãy nhìn Ý lún quá sâu vào con đường tơ lụa của Trung Quốc và đã dính trưởng khủng khiếp như thế nào, đó là bài học cho mọi quốc gia. Ý đã từng cho phép 100.000 công nhân Trung Quốc từ Vũ Hán và Ôn Châu đến Ý để làm việc trong các nhà máy. Những người này di chuyển giữa Vũ Hán và Bắc Italia, phải chăng
chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên khi miền Bắc Italia hiện nay là điểm nóng của châu Âu về bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, nan đề thoát chung đáng tiếc cho đến nay vẫn chưa có đáp án khả thi đối với cả Việt Nam lẫn thế giới. Nó lưỡng nan ở tầm vĩ mô, cả quốc nội lẫn quốc tế, trên cả lĩnh vực kinh tế lẫn địa chính trị. Nó bất an như chính câu nói, tồn tại hay không tồn tại. Nó phản ứng mặt trái của bế tắc, dằn vặt trên nhiều phương diện toàn xã hội. Bản thân của một số nước châu Âu cũng bị Trung Quốc ràng buộc bằng các mối lợi kinh tế. Riêng Việt Nam, vì nhiều lý do, vấn đề này càng cần phải được đặt ra như một ưu tiên cao hơn các nước khác. Và dịch cúm Vũ Hán đã mở ra cơ hội mới và rất có thể là cơ hội cuối cùng cho cả nước, từ người dân đến lãnh đạo Việt Nam bắt tay nhau vào hành động cụ thể trong thời gian tới. Đây là hình ảnh trưa ngày 24 tháng 3 năm 2020. Bản tin của chính phủ Việt Nam đã tuyên bố đất nước chính thức bước vào thời chiến. Một tuyên bố cực kỳ nghiêm trọng đã khiến cho hành vi của mọi công dân, mọi tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam đều sẽ buộc phải thay đổi vì tình trạng thời chiến này. Những kết quả bước đầu ở Việt Nam trong việc cô lập, cách ly và tuyên bố chế tạo được những bộ kit mới trong xét nghiệm là đáng ghi nhận. Trong mấy năm gần đây, ngành y tế Việt Nam đã có sự quan tâm đầu tư cho lĩnh vực y tế cộng đồng, dịch tễ học và được sự giúp sức đáng kể của Hoa Kỳ trong việc tổ chức hệ thống các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, viết tắt là CDC. Các trung tâm này cùng đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo đã và đang phát huy tác dụng trong việc phòng chống dịch cúm Vũ Hán thời gian vừa qua. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng đó là thời kỳ Việt Nam dồn lực cứu chữa chỉ cho 16 người nhiễm mà thôi. Nếu mai đây dịch cúm Vũ Hán lan rộng ra cả nước với hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn người phơi nhiễm, thì câu chuyện không giống như xử lý 16 người nữa. Vì vậy, nếu ai đó lạc quan thái quá lúc này để cho các bạn là ngạo nghễ, là không đáng có trong kinh thánh dạy như sau: kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, khôn ngoan đến với người khiêm nhường. Và ngay cả ý kiến của những người có trách nhiệm ở các nước khác cũng khác nhau, cũng thấy có những mâu thuẫn, có những đánh giá khá tự tin, lạc quan, trong khi lại có những nhận xét cho rằng không biết chúng ta có vượt được đại dịch hay không. Riêng điều này đủ nói lên tính phức tạp của đại dịch lan ra toàn cầu. Đây là công văn khẩn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra ngày 24 tháng 3 năm 2020, chỉ đạo tạm dừng hầu hết các dịch vụ ăn uống, giải trí, làm đẹp và cả cắt tóc, dự kiến sẽ khiến hàng triệu người Việt Nam mất việc làm. Cuộc chiến đấu đối phó với dịch cúm Vũ Hán trên toàn cầu và khu vực vẫn đang diễn ra chưa chấm dứt. Tuy nhiên, có điều gì mà các quốc gia, kể cả người dân ngay lúc này cần tái tư duy về nhận thức, luận, chính trị, xã hội, nhân văn, tâm lý và địa chính trị. Theo nhiều dự báo, thế giới sau dịch cúm Vũ Hán sẽ là một thế giới khác. Cuộc sống sau đại dịch chắc chắn sẽ thay đổi, khó quay lại được như trước. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng đã nhận định như vậy. Trời sập vốn là một thành ngữ dân gian, nhưng thời dịch cúm Vũ Hán có thể bổ túc thêm cho thành ngữ này nhiều nội hàm mới. Bạn phải chấp nhận một số quy định mà trước đây bạn nghĩ chỉ khi trời sập mới có thể xảy ra. Trước đây bạn khó hình dung triển khai các công cụ giám sát hàng loạt sẽ trở thành điều bình thường ở mọi quốc gia. Hơn thế nữa, nó còn được một bước chuyển từ giám sát trên bề mặt da sang giám sát dưới bề mặt da, tức là xem ta có bị sốt, ho hay không. Nếu các chính phủ bắt đầu thu thập dữ liệu sinh trắc học trên diện rộng, thì người của nhà nước sẽ hiểu chúng ta hơn chính chúng ta hiểu bản thân. Các lý thuyết ra rồi sẽ đưa ra các sách liên quan đến quá trình tái tư duy về mặt nhận thức, luận. Từ cúm Vũ Hán sẽ là khủng hoảng hơn đối với chúng ta và những thế hệ tiếp theo. Và những quyết định mà người dân và các chính phủ đã đưa ra trong thời gian tới sẽ định hình diện mạo thế giới trong tương lai, không chỉ có hệ thống y tế bị ảnh hưởng lớn, mà còn cả kinh tế, chính trị, tôn giáo và văn hóa. Đây là hình ảnh bất chấp dịch cúm Vũ Hán đang bùng phát trong nước. Ngày 24 tháng 3, hàng trăm người dân Hà Nội không đeo khẩu trang đã chen chúc đi lễ Phủ Tây Hồ, bất chấp khuyến nghị của chính phủ là không được tụ tập đông người và đeo khẩu trang là bắt buộc ở nơi công cộng. Trong khủng hoảng, chúng ta đối diện với hai lựa chọn đặc biệt quan trọng như sau. Thứ nhất là lựa chọn sự giám sát, độc tài hay trao quyền cho công dân. Thứ hai là lựa chọn những sự cô lập mang tính dân tộc chủ nghĩa hay sự đoàn kết toàn cầu.
Thay vì xây dựng một chế độ giám sát công dân, hiện vẫn chưa quá muộn để xây dựng niềm tin của người dân vào khoa học, chính quyền và báo chí. Hẳn nhiên, nên tận dụng sức mạnh của công nghệ, nhưng công nghệ phải nhằm mục đích gia tăng sức mạnh cho người dân. Dịch cúm Vũ Hán đặt ra những vấn đề vượt khỏi các chuẩn mực cũ trên mọi địa hạt, từ chính trị, kinh tế, đạo đức đến tôn giáo. Những nhận định mới và quan trọng nhất đối với Việt Nam có thể tóm tắt 3 điểm như sau. Thứ nhất, Đại hội Đảng lần thứ 13 tới đây sẽ là cột mốc lịch sử đáng nhớ nếu vượt thoát được cách chuẩn bị và tiến hành như xưa nay. Thứ hai, chính phủ sẽ thiết lập phương án toàn diện cho giai đoạn hậu cúm Vũ Hán ngay trong thời gian tập trung chống dịch. Thứ ba, cả nước bắt tay chuẩn bị đối phó với môi trường quốc gia và quốc tế thay đổi. Và một khi môi trường sống thay đổi, thì các hệ thống nhỏ và hệ thống lớn trong môi trường ấy chắc chắn sẽ không thể vận hành theo kiểu cũ. Từ quan niệm truyền thống về địa chính trị đến thể chế, từ tâm lý xã hội đến hành vi của mỗi cá thể. Tất cả, nếu muốn tồn tại, chứ chưa nói đến phát triển, đều phải thay đổi tận gốc rễ. Đảng Cộng sản Việt Nam, với thể chế độc tài, liệu có chịu thay đổi để người dân thoát hiểm nghèo hay không? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Và bộ máy lạc hậu ở Ba Đình cũng chịu thích ứng hay không? Rất cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và để lại nhiều bình luận. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, Thời báo.de.